trên đường Nguyễn Ái Quốc, khu vực phố này đi về phía thành phố Biên Hòa. Thì bây giờ là khoảng 8 giờ sáng, trời rất là đẹp. Hôm nay là sáng chủ nhật ở Việt Nam ha. Đây thì cho quý vị coi cái quang cảnh ở thành phố Biên Hòa vào buổi sáng chủ nhật như thế nào. Và đây vẫn đang là thuộc phường Ô Lai của thành phố Biên Hòa. Đó. Thì ở cái khu vực này á là cũng gần hết phường Ô Lai rồi, nó gần đi xuống chỗ phường Tân Hiệp rồi. Thì ở đây chỉ còn một vài giáo sứ ở chỗ này thôi. Thì như quý vị cũng biết á là ở Biên Hòa có phường Ô Lai được gọi là làng đạo của Việt Nam. Ở đây dân theo đạo Yên Chúa rất là nhiều, cho nên là buổi sáng thì gần ở đây thì cũng nhộn nhịp lắm, là đi lễ rồi các em nhỏ làm giáo lý đó, nên là cũng nhộn nhịp lắm. Đó, đường phố đông đúc á. Cái này là đổ dốc xuống cầu Săn Máu, thì đi kia mà chúng ta đi qua cái dốc này rồi, đi qua cái cầu Săn Máu thì không còn thuộc phường Ô Lai nữa mà là thuộc phường Tân Hiệp rồi. Đó. Chỗ này là gần giống như là khúc cuối của phường Ô Lai đó. Đây chúng ta đi tới cầu Săn Máu ha. Rồi xe rồi, chỗ này là chuyên gia dẫn xe luôn, rất là buổi sáng xe nó đi vô trong phía phường Trảng Dài. Đi vô phía phường Trảng Dài ở chỗ cầu Săn Máu nè, cho nên là anh chụp xe lắm. Ôi cha, đầy quá. Gái là giờ nó gầy quá mặt mũi rồi chứ. Thường là các bạn sinh viên là làm nhiều, các bạn đi làm, các bạn kiếm thêm. Thì
là quay giờ này đến thứ hai. Rồi mình sẽ rẽ qua đây phải để vượt qua cái vòng xoay chỗ này, người ta đang làm cái đường hầm này. Ở chỗ này thì chạy xe lộn xộn đấy, mặt ai nó chạy thôi, nhưng không có theo cái trật tự gì đâu. Chúng ta sẽ
rẽ phải thì chúng ta sẽ đi về Biên Hòa. Các cô gái chân dài đạp xe hơi.